Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, cái trường hợp của Rama, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mặc dù đã mất cách đây cũng đã lâu, nhưng cái dư âm còn mãi. Đó là sự việc tranh chấp tài sản, tranh chấp quyền thừa kế. Mới đây thôi, cộng đồng mạng lại vấy lên cái sự việc tại sao lại từ chối một cái logo của chị Phương Lê khi bán hàng qua mạng. Trong thời gian qua thì chị Hồng Loan cũng đã được cộng đồng mạng yêu mến rất là nhiều. Tôi chỉ mong rằng chị sẽ nhận được tình yêu thương đó nhiều hơn để bù đắp cho những tháng ngày phải nói là hết sức là khốn khó của mình. Mặc dù cha mình là một cái người nghệ sĩ rất là nổi tiếng, không trong và ngoài nước, nhưng chị này không chống vừa dẫm vào cha mình, mà trong lòng mình thì chỉ muốn là có những cái niềm vui nhỏ nhỏ giữa gia đình mình và cha mình mà thôi. Có nhiều vấn đề xảy ra trong cái vụ tranh chấp tài sản, đó là vấn đề giữa con ruột và con nuôi. Tôi nói ví dụ với các bạn, bây giờ con chị Hồng Loan là con nuôi chăng nữa thì quyền thừa kế theo quy định của pháp luật là cha mẹ, là vợ chồng, là con cái. Trong cái bậc con cái đó thì con nuôi hay con ruột không có quan trọng các bạn. Còn những người tranh chấp tài sản chỉ là những cái người anh em, bạn gì, là anh em ruột, cháu ruột, nhưng cháu ở nằm ở hàng thứ hai, không được ưu tiên hàng thứ nhất. Đó là quy định của pháp luật. Do đó họ đã bất chấp đúng sai trong câu chuyện này, thậm chí họ bất chấp pháp luật. Họ cứ ngỡ rằng đó là tài sản của em họ, của cậu họ, do đó họ muốn làm gì thì làm. Ok, thì ngày hôm nay tôi xin giải thích cái vấn đề tiếp cho chị Hồng Loan. Phương Lê nói in cái tem đó là sao? Tốt của Phương Lê. Ừ. Là lúc đầu là chị nói in cái đó là bà cũng nói ok, xong rồi bà suy nghĩ lại hả? Đúng rồi, thì lúc đầu chị Phương Lê có điện là muốn cho giúp làm cái logo là có hình của ba với lại Loan vậy đó. Nhưng mà lúc đó là cũng lu bu thì cũng đâu thấy tại vì đang lu bu thì trong thời gian đó không chị có Phương suy nghĩ Lê, chưa kịp suy nghĩ Loan chưa kịp suy nghĩ thì rồi vậy là chị Phương Lê cũng thương tốt. Mình tốt với mình, lo lắng vấn đề chị Hồng Loan đưa cái logo đó ra. Bà chị bảo rằng là không phải là không sử dụng, mà là cái tình yêu thương của chị này với cha chị rất là nhiều các bạn. Rất là nhiều. Chị sợ cha mình mất cách đây không lâu thì sử dụng logo thấy không đúng rồi. Cái thứ hai nữa, chị này suy nghĩ cha mình bị người ta ném vào thùng rác thì làm sao. Theo suy nghĩ, cái suy nghĩ cơ bản của con người mà xuất phát đó cũng là tình yêu thương thôi các bạn. Chị sợ rằng là chị bán đồ ăn, chứ chị cũng rất là khổ trong thời gian qua các bạn. Một cái người tốt thì không nên tấn công một người tốt khác. Đó là quy luật của cuộc sống. Trừ khi chúng ta giả danh là người tốt thôi. Chứ một người tốt là một người phải biết thấu hiểu với người khác, biết chia sẻ những cái cảm xúc của người khác, thậm chí là những vấn đề có liên quan đến pháp luật. Chúng ta cũng phải chia sẻ một phần nào đó với cái người đó, chúng ta mới là cái người tốt. Chứ không phải chúng ta giật cái xấu của người ta ra rồi chúng ta bảo rằng tôi là người chính nghĩa, tôi là người tốt. Đó, thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái đoạn video clip rất là ngắn về vấn đề này. Vấn đề chị Hồng Loan đưa cái logo đó ra và chị bảo rằng là không phải là không sử dụng, mà là cái tình yêu thương của chị này với cha chị rất là nhiều các bạn. Rất là nhiều. Chị sợ cha mình mất cách đây không lâu thì sử dụng logo thấy không đúng rồi. Cái thứ hai nữa, chị này suy nghĩ cha mình bị người ta ném vào thùng rác thì làm sao. Theo suy nghĩ, cái suy nghĩ cơ bản của con người mà xuất phát đó cũng là tình yêu thương thôi các bạn. Chị sợ rằng là chị bán đồ ăn cho người ta, để bao bì như vậy người ta ăn xong người ta đâu có cất cái bao bì đó lên, người ta sẽ ném cái bao bì đó xuống nhục rác. Mà trong cái bao bì đó, cái logo đó, hình cha của mình, thì các bạn suy nghĩ có giống như chị Hồng Loan không? Bởi tôi nói các bạn, người tốt sẽ nghĩ lại những cái điều tốt và những cái hậu quả. Chị này tôi nghĩ rằng là trong tiềm thức chị này có căn tu đó các bạn. Không biết là chị này có đi chùa thế nào không mà tôi không biết. Nhưng mà chị này có cái suy nghĩ rất là sâu xa, rất là tình người. Còn các bạn cảm thấy tấn công vào chị Hồng Loan để các bạn vui, các bạn sướng, hay là các bạn ngồi ở nhà, các bạn không biết về cái sự việc này như thế nào,
thì tôi cũng xin mạn phép quý vị là tôi cũng bị bỏ tay quý vị. À, nhiều khi không muốn nói ra chuyện gia đình của người ta, chúng ta nói ra đi làm gì, đúng không? Nhưng cốt lõi trong cuộc sống này, chúng ta vẫn sống ở trong cái xã hội, mà sống trong xã hội thì phải có con người, mà có con người trong đó họ đâu có suy nghĩ giống chúng ta. Một điều tôi muốn gửi gắm với các bạn là người tốt sẽ không bao giờ tấn công người tốt, giống như cái drama của chị Hằng cũng vậy. Chị Hằng không phải là người xấu, nếu là người xấu không làm từ thiện đâu các bạn. Làm từ thiện mãi năm 2003 đó, trước đó không biết là tôi có biết thông tin nào trước đó nữa không. Trước nữa thì tôi sẽ gửi với các bạn cho các bạn biết chúng ta là người tốt. Chị Hằng cũng đã có một thời gian lỗi lầm, lỗi lầm là tại vì các bạn không hiểu rõ một nhóm nào đó lập nên nó khủng bố tinh thần. Tôi nói các bạn nghe, cái trường hợp của Hồng Loan và chị Hằng y chang như nhau. Tự nhiên người không quen biết tự nhiên họ ghét mình, trong khi những cái người mà chị Hồng Loan nói hay là chị Hằng nói đâu có liên quan đến các bạn. Tự nhiên các bạn vào các bạn bảo rằng là cướp tài sản rồi 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 vu khống thế này vu khống thế nọ. Thời gian còn dài, cái trước mắt chúng ta thấy là cái trên mạng xã hội, còn cuộc đời của người ta chúng ta đâu có thấy. Có những cái góc khuất, những cái góc tốt sao các bạn không thấy, đúng không? Những vấn đề làm từ thiện của chị Hằng hay là những vấn đề mà chị Hồng Loan đối xử với cha mình ở trong quá khứ, tại sao những cái người hàng xóm hay là những cái người bà con của chị Hồng Loan không lên án chị Hồng Loan mà cho các bạn lên án? Các bạn nghĩ các bạn là ai? Nhiều khi tôi nói chạm đến cái cục tự ái các bạn thì các bạn xây không có qua tấn công chị Hồng Loan nữa, mà các bạn chỉ qua tấn công tôi. Ok, thì tôi nói với quý vị các bạn rồi, cuộc sống nó rất muôn màng muôn vẻ. Chúng ta sống thế nào mà cảm thấy không bị người đời oán trách, chúng ta sống thế nào mà cái danh dự chúng ta có thể là khi mà mất chúng ta đem theo, chỉ có đem theo được danh dự thôi, chứ ngoài tôi nghĩ là ngoài cái vấn đề khác trên xa trên cái cõi đời này không đem được một cắt một xu một đồng gì cả, không được. Thậm chí là cái cúc áo người ta cũng lắc ra bỏ, à, cái đó là theo quy định của địa phủ. Ok, một lần nữa tôi xin chúc tất cả mọi người có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ, thật là ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Câu chuyện của Hồng Loan tôi nghĩ rằng còn nhiều vấn đề rất là thú vị các bạn không nhận ra. Chị Hồng Loan được sự yêu mến của khán giả rất là nhiều. Tại sao lại như vậy? Nếu tiếng xấu đồn xa, người ta sẽ tẩy chay chị này ngay, đúng không các bạn? Người ta nói qua cơn bi cực đến hồi thái lai, nếu là phúc thì không bao giờ là họa đâu, mà nếu là họa tôi đố ai tránh khỏi đó các bạn. Tôi đố các bạn tránh khỏi được cái họa, tốt nhất các bạn đừng tạo họa, đừng tạo nghiệp trong khi các bạn đang trong chuyện bình thường. Chúng ta vẫn ở nhà, chúng ta vẫn ăn cơm nhà chúng ta, tại sao chúng ta có những cái suy nghĩ mà tiêu cực về một người nào đó, mà tại sao cái tốt của người ta chúng ta không nhìn thấy mà chúng ta lại bảo rằng chúng ta là cái người có đạo đức? Thì tôi nghĩ rằng đó là những suy nghĩ sai lầm, và tôi cũng không muốn những suy nghĩ sai lầm đó nó tiếp diễn để cho cuộc sống quý vị và các bạn nó thấy vui hơn, tốt hơn. À, tôi có những lời tâm sự như vậy. Đúng ra tôi không lên mạng tôi nói đâu các bạn, cái sự việc này nó có liên quan đến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người ta mất cách đây cũng lâu thì không lâu mà mới thì không mới, nhưng cái dư âm nó còn mãi. Và tôi cũng mong muốn rằng mọi người cũng đừng có tấn công hay là miệt thị những người có liên quan. Có khi trên cái showbiz, trên cái YouTube, trên cái Facebook người ta đăng như vậy đó để mà người ta có view có like thôi, chứ thực tế những cái người giống như người thân của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á, người ta cũng không có giống như vậy như các bạn suy nghĩ đâu, chỉ ở một mức nào đó thôi, và người ta nhận định những hành động sai của người ta. Thì thôi, thì các bạn có dịp xem được video này thì tôi cũng mong muốn rằng quý vị hãy quan hỷ bỏ qua cho họ, đúng không? Để qua cho họ, để cho họ có cuộc sống bình thường lại. Và nếu mà chúng ta nghĩ về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì chúng ta cũng nên đừng nên có những suy nghĩ tiêu cực về những người đó thôi. Mọi chuyện cho chấm dứt để cuộc sống chúng ta yên vui. Chớ bữa nào ăn cơm tôi thấy quý vị cũng nghiến răng quý vị bảo rằng đứa này như thế này, đứa kia như thế kia, thì cuộc sống của chúng ta cũng đâu có vui vẻ gì, đúng không? Buông tất cả những hận thù xuống để cho cái cuộc sống nó có tươi vui hơn, hơn là ôm cái hận thù nó vào trong lòng. Chính mình là cái người bị tổn thương nhất thôi, chứ ai bị tổn thương bây giờ, đúng không? Và công việc của chúng ta sẽ bị đình trệ, công việc chúng ta sẽ bị chi phối bởi những cảm xúc này. Đúng ra những cảm xúc này chúng ta sẽ vượt qua mau thôi, nhưng mà chúng ta cứ ôm lại mãi. Cuộc sống tất nhiên là chúng ta sống phải có cái chỗ dựa tinh thần, nhưng
chúng ta đừng có bị nó chi phối về những cái không đáng có như vậy. Hãy tập trung vào buôn bán, tập trung vào kinh doanh, tập trung vào gia đình để có cuộc sống yên vui hơn. Và rất cảm ơn cái nguồn tin của VSOBIC về cái video mà tôi mới trích dẫn cho quý vị xem. Tôi cũng mong muốn rằng mình cũng sẽ được sự yêu quý của quý vị và các bạn bằng cách là quý vị bấm like và subscribe video này, ủng hộ mình. Mình thấy cái gì thì mình nói cái đó. Chưa chắc trên không gian mạng các bạn thấy như vậy mà nó diễn ra như vậy. Thời gian sẽ chứng minh ai là cái người đúng nhất trong cuộc sống này. Khi mà chúng ta gần kề hơi thở, tức là chúng ta sắp sửa quy tiên đó, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng chúng ta hơn ai cái gì. Không phải là trong tay quý vị có cả ngàn tỷ quý vị nói hơn tôi đâu ha. Không phải là tôi nghèo khổ vậy tôi thua quý vị. Cái cốt lõi trong cuộc sống này là sự tự tại, sự ung dung, sự hạnh phúc và biết thương, biết tha thứ cho người khác. Đó mới là cảnh giới cao nhất trong cuộc đời mình. Còn ôm những cái hận thù, nhắm vào cái điểm yếu của người khác để làm tiêu đề, để câu view, dự tích, thì một ngày nào đó chính chúng ta sẽ bị người khác chế nhiễu lại thôi. Tôi thấy lực nhân quả đến với những YouTuber nói xấu chị Hằng rất là nhiều đó các bạn. Tôi cũng khuyên một lần nữa là các bạn nên buông bỏ hết tất cả chuyện hận thù để cuộc sống của tôi vui hơn. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã đến với buổi livestream này. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ, mát, tràn hạnh phúc. Mọi người nhớ like và subscribe ủng hộ kênh quý vị nhé. Cảm ơn các bạn.